iPhone XE và XE Max sẽ có tính năng sạc ngược. Apple tiến thêm một bước để sẵn sàng ra mắt iPhone mới. Một điều chắc chắn ở mỗi phiên bản iPhone mới sắp ra mắt đó là Apple sẽ nâng cấp cấu hình bên trong của thiết bị, đặc biệt sẽ trang bị bộ vi xử lý thế hệ mới do Apple phát triển. Nếu không có gì bất ngờ, bộ 3 iPhone mới ra mắt trong năm nay của Apple sẽ được sở hữu bộ vi xử lý A13 mới nhất. Theo nhiều nguồn tin, cũng như thế hệ vi xử lý A12 của năm ngoái, CHIPA 13 năm nay của Apple vẫn sẽ tiếp tục do đối tác TSMC, Đài Loan, sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ của Apple. Các nguồn tin cho biết hiện tại TSMC đã bắt đầu quá trình sản xuất CHIPA 13 hàng loạt để sử dụng trên các phiên bản iPhone mới, đồng nghĩa với việc Apple đã tiến gần hơn một bước trong quá trình lắp ráp và giới thiệu iPhone mới ra thị trường hiện vẫn chưa rõ CHIPA13 vẫn sẽ tiếp tục sử dụng dây chuyền sản xuất 7nm như trên phiên bản A12 năm ngoái hay Apple sẽ thành công trong việc chuyển sang dây chuyền sản xuất 5nm, giúp tăng cường hiệu suất và tiết kiệm năng lượng hơn. Nếu thành công trong việc này, một lần nữa Apple lại vượt trội hơn các đối thủ trong cuộc đua phát triển vi xử lý cho di động. Tuy nhiên các thông tin bị dò dỉ cho biết CHIPA13 sẽ được tích hợp công nghệ quang khắc siêu cực tím, EUV, giúp cải thiện hiệu suất cũng như tiết kiệm năng lượng khi hoạt động iPhone XE và XE Max sẽ được trang bị tính năng sạc ngực không dây. Bên cạnh việc nâng cấp cấu hình thì bổ sung thêm các tính năng mới cũng là một điều không thể thiếu ở các phiên bản iPhone mới mỗi khi được Apple ra mắt. Một trong những tính năng mới có thể được trang bị trên loạt iPhone mới ra mắt trong năm 2019 đó là tính năng sạc ngực không dây. Sạc ngực không dây là tính năng được Huawei giới thiệu lần đầu tiên trên mẫu smartphone Mate 20 Pro của mình. Không lâu sau đó Samsung cũng trang bị tính năng tương tự cho bộ 3G s 10 mới ra mắt của hãng. GALAXIS-10, S10+, và S10e, tính năng này có thể biến chiếc smartphone trở thành một đế sạc không dây để dùng chính năng lượng pin trên sản phẩm sạc cho các thiết bị khác. Nếu có hỗ trợ tính năng sạc không dây, điều này cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ lượng pin đang có trên smartphone của mình cho các thiết bị khác trong trường hợp cấp bách. Makotakara, trang công nghệ Nhật Bản thường xuyên cung cấp nhiều thông tin đáng tin cậy về các thiết bị phần cứng sắp ra mắt, đã dẫn lời một nguồn tin từ nhà cung cấp linh kiện cho Apple tại Trung Quốc cho biết iPhone XC sẽ được trang bị tính năng sạc ngược không dây để sạc cho các thiết bị di động khác mà không cần cáp kết nối. Để có thể hỗ trợ tính năng sạc không dây đòi hỏi chiếc smartphone phải được trang bị một thỏi pin đủ lớn, do vậy nhiều người dùng kỳ vọng Apple sẽ trang bị cho iPhone XC của mình một thỏi pin dung lượng lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng, bên cạnh việc chia sẻ dung lượng pin cho các thiết bị khác thông qua tính năng sạc ngược không dây. Tuy nhiên hiện chưa rõ tính năng này có hỗ trợ các thiết bị khác không phải của Apple hay không. Cũng theo trang công nghệ Makotakara thì chỉ có bộ đôi iPhone Xe và Xe Max mới được trang bị tính năng sạc ngược không dây, trong khi đó phiên bản iPhone thế hệ mới sẽ không được trang bị tính năng này. Nếu không có gì thay đổi, Apple vẫn sẽ ra mắt các phiên bản iPhone mới của mình vào tháng 9 tới đây và lúc đó những bí ẩn về chiếc iPhone này sẽ được hé lộ. iPhone 2019 sẽ có thêm lựa chọn màu mới. Ngoài bộ đôi iPhone Xe và Xe Max được nhiều người quan tâm thì phiên bản mới của iPhone cũng được không ít người chờ đợi. Một trong những điểm khác biệt của iPhone với hai phiên bản XS và Smart năm ngoái đó là có nhiều màu sắc để lựa chọn và nhiều khả năng phiên bản iPhone ra mắt trong năm nay cũng không ngoại lệ. Theo trang công nghệ Apple Insider dẫn lời nguồn tin thân cận từ Apple cho biết iPhone vẫn sẽ có tùy chọn 6 màu sắc, trong đó giữ lại 3 màu sắc của phiên bản cũ bao gồm trắng, đen, vàng và đỏ. Hai màu sắc cam san hô và xanh da trời sẽ được thay thế bằng màu xanh lá cây và tím. Ngoài sự thay đổi về màu sắc để lựa chọn thì nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 2019 đó là sẽ được trang bị cụm camera kép. Thay vì chỉ một camera như phiên bản cũ, bao gồm camera chính 12 megapixel và camera thứ hai có chức năng zoom quang học 2x, cấu hình bên trong của sản phẩm cũng sẽ được nâng lên CHIPA13 giống như hai phiên bản iPhone XE và XE Max. Nếu không có gì thay đổi, Apple vẫn sẽ ra mắt các phiên bản iPhone mới của mình vào tháng 9 tới đây và lúc đó những bí ẩn về bộ ba iPhone mới của Apple sẽ được hé lộ. Tê Thủy